vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại được tiếp tục gặp nhau nữa rồi. Admin xin kính chúc tất cả các bạn luôn luôn gặp thành công và may mắn trong cuộc sống nha. Nhưng các bạn đừng quên, hãy nhớ nhấp đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ cho Admin nha các bạn. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Vào một buổi chiều năm 1988, Martin Pistorius, 12 tuổi, đột nhiên cảm thấy đầu nhói ở cổ họng. Cậu xin phép giáo viên về nhà và không bao giờ quay trở lại lớp học nữa. Ngay sau đó, một loạt biến đổi kỳ lạ đã diễn ra trong cơ thể của Martin. Anh trở nên suy nhược, không còn sức lực để lê bước. Sau đó, anh không ăn không nói, không ngủ, suốt dần mất đi ý thức và hành động. Các bác sĩ mới đầu cho rằng anh bị áp lực tâm lý, nhưng sau đó chẩn đoán anh bị hôn mê sâu. Nguyên nhân cho đến nay chưa có lý giải thích đáng. Cuối cùng các bác sĩ nói trí não của Martin chỉ như đứa trẻ 3 tháng tuổi. Chúng tôi không thể làm gì hơn, xin ông bà đưa cháu về nhà. Cháu bé chỉ có thể nằm chờ chết. Trước đó Martin đã nói lời cuối, hỏi cha mẹ rằng khi nào anh có thể về nhà. Đưa con trai về nhà, cha mẹ Martin nghĩ mệnh của anh chẳng còn lâu. Trong suốt thời gian này, cha mẹ của Martin cho rằng anh không có nhận thức xung quanh, chỉ như một cái xác. Nhưng không ai biết được rằng một Martin Pistorius khác đang tồn tại bên trong cơ thể anh. Trong suốt 4 năm sau khi mắc bệnh, linh hồn ý thức của anh đang dần hồi sinh, nhưng cơ thể thì vẫn đang ngủ say. Martin Pistorius bên trong cơ thể anh vẫn còn nhận biết được mọi thứ, hiểu những lời mà người xung quanh nói chuyện với nhau, biết sử dụng trí não để suy nghĩ, tiêu hóa và thông tin vẫn chuyển về đại não. Nhưng tất cả đều được đặt trong một thế giới riêng, anh không thể động đậy giao tiếp ra bên ngoài. Martin đã mắc hội chứng bị nhốt bên trong hoàn toàn mà y học vẫn phải bó tay. Trong những năm đó, Martin nhớ rõ về các sự kiện như cái chết của công nương Diana, lễ nhậm chức của cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, thậm chí là sự kiện ngày 11 tháng 9. Anh biết tất cả mọi thứ, nhưng người nhà và mọi người xung quanh không hề biết điều này. Anh bị kẹt ngay chính trong cơ thể mình. Nó là một cảm giác ớn lạnh, khủng khiếp và tuyệt vọng, dường như làm tê liệt tất cả tế bào trong cơ thể bạn. Bạn chứng kiến cuộc sống tiếp diễn, nhưng có một ai đó không cho bạn sống cuộc đời đó. Hàng ngày, người cha yêu quý của anh vẫn luôn bên cạnh lau rửa, thay đồ và cho anh ăn, nhưng anh không thể nào cất tiếng giao tiếp. Nhiều lần anh cố gắng cho ông hiểu là anh đã tỉnh. Anh muốn cử động cánh tay thay cho lời nói: "Cha, con đây, sao cha không thấy con?" Nhưng ông không nhận ra. Anh đau lòng vì khiến cả nhà thống khổ. Cha anh là một kỹ sư cơ khí, nhưng từ khi con trai mắc bệnh đã luôn chăm sóc. Ông đã từ bỏ ước mơ hoài bão sự nghiệp thăng quan tiến chức, nhưng không vì thế mà phàn nàn. Trong suốt quá trình, cha của Martin vẫn luôn tin tưởng và kiên trì chăm sóc con. Dần dần, tâm trí và cơ thể của anh bắt đầu được cải thiện mà không cần vào một phương thuốc y khoa nào. Sau 13 năm mắc kẹt, cuối cùng Martin đã giải thoát linh hồn của mình và hoàn toàn thoát ra khỏi trạng thái kỳ lạ. Gia đình anh tất nhiên vô cùng sửng sốt bàng hoàng. Kể lại cảm giác khi cuối cùng lấy lại chút ý thức, Martin nói trên một kênh truyền hình của anh: "Tôi có một cảm giác rằng có cái gì đó không ổn. Mọi người cứ thử tưởng tượng về cảm giác ta cố thức dậy từ một giấc mơ nhưng không thể được. Nó giống như hội chứng bóng đè mà ai cũng từng gặp một lần trong đời." Martin còn mô tả rằng: "Tôi hoàn toàn không thể phản ứng được gì cả. Cảm giác như tôi đang sống một cuộc đời khác bên trong cơ thể mình." Các bác sĩ không chẩn đoán được nguyên nhân và họ đã bó tay. "Không ai cứu được tôi ra khỏi vùng đất ảo đó cả." Sau đó, anh bắt đầu sống một cuộc sống bình thường với một công việc, một khóa học về khoa học máy tính ở một trang web và xuất bản cuốn sách God's Boy vào năm 2011. Sunday Times gọi đó là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc và gây sốc mọi thời đại. Tuyệt vời hơn, sau này 13 năm chìm trong cô đơn, anh cũng tìm được người anh yêu thương. Câu chuyện về Martin thật là phi thường.
Để qua khỏi cơn bạo bệnh, chắc hẳn Martin có một niềm tin vững chắc và nghị lực to lớn. Hội chứng bị nhốt bên trong hoàn toàn mà anh mắc phải là một trong số căn bệnh làm đau đầu giới y học. Có lẽ chúng thuộc về bí ẩn của vũ trụ và cơ thể người. Peace.